Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Ở video lần này, Nguyên sẽ đưa cả nhà tham quan chợ trời một chút xíu và sau đó là mình sẽ ra khu vườn nhỏ. Đây là quầy hoa quả bán ở chợ trời Istanbul nè cả nhà, rất là tươi luôn. Và lúc này là Nguyên đang đi vào buổi sáng cho nên còn vắng vẻ nè. Thời gian này là mùa của sung, đào, lê nè. Và có một điểm thú vị ở đây á, là khổ qua ở đây là người ta để vàng luôn như thế này nè cả nhà. Họ sẽ dùng cái khổ qua chín này họ ngâm với mật ong, chứ họ ít có thói quen ăn khổ qua xanh như mình. Và bây giờ mình đã quay trở lại khu vườn nhỏ rồi đây. Trời ơi, hôm nay cây hoa này nở bung luôn này cả nhà. Màu hồng rất là đẹp. Hồng tươi. Đó. Nhìn giống như là cái giấy nhũ vậy đó. Mình cũng không biết tên của hoa này, mà trồng lâu rồi. Cứ mỗi năm là cứ vào giữa mùa hè là nó ra hoa nè. Con ong nó cũng tới hút mật. Đó. Tưới nước cả năm hôm nay mới được ngắm hoa đó. Gốc của nó nè. Tính ra thì cũng rất là nhiều nhánh nè. Hồng tươi. Nhìn cái hoa này giống hoa tường vi lắm, phải không cả nhà? Mình thấy giống giống quá nhưng mà mình không dám chắc. Đó. Năm nay em ấy bung lụa nhiều nè. Năm ngoái thì có mấy bông à. Thành viên mới của nhà mình đây. Ớt năm màu. Và đây là cây hoa diễm châu màu hồng nè. Nguyên cái đám cẩm tú cầu nhà mình ra được có một bông này. Nhưng mà rất là lâu nha. Trụ rất là lâu, hơn 2 tháng rồi đó. Còn lại là như thế này, cây rất là tốt nhưng mà không có hoa. Có một nhà hàng xóm trồng cụm tú cầu cực kỳ đẹp luôn á. Mình không hiểu sao nhà mình không lên hoa nữa. Mấy cây hoa này có nhưng mà nó giống như là nó bị hư rồi đó. Trời, hoa giấy đợt này ra quá nhiều hoa luôn á. Đặc luôn. Nhưng mà hơi mất trật tự. Đây cả nhà, xã mua trong siêu thị thì họ đã bảo quản trong tủ lạnh rồi nè. Cho nên là những cái này nó héo hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Đây là mình trồng thì mình đã làm được một lần và thành công rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ chia sẻ lại. Mình trồng thử được một cây nó theo cách này thấy ổn. Nó đã lên 2 lá rồi. Cho nên đợt này là mình trồng thêm 5 cây luôn. Đó, mình cắt những cái này hết. Cho nó thải những cái héo đi. Cắt cái phần này. Đó. Cắt cái này luôn. Đó, nó sẽ như thế này. Phần ngọn cũng như mới như thế này. Mình sẽ rửa. Đây, bây giờ mình sẽ ngâm. Sẽ ngâm vô cái bình nước này. Để như thế này. Mình sẽ chờ cái lá này nó nứt ra. Rồi mình sẽ đem ra ngoài đất mình trồng. Đó, mình để bên chỗ nước luôn. Cho nên là sáng dậy là mình cứ thay nước. Mà không thay cũng được tại vì nước này mình đã đầy rồi. Chờ lá đâm chồi là mình sẽ đem ra vườn. Đó, chỗ nào cũng đầy nước rồi.
thì sả nó sẽ uống nước và nó sẽ lên lá đó. Đây, sau một tuần ngâm thì sả nó như thế này nè cả nhà. Cái này là nó ra lá rồi nè. Còn cái đây á, thì tuy lá ít tại vì ở bên trong nó khô á, nhưng mà phía dưới này nó có rễ nè. Đó. Dưới có rễ nè. Đó, đặc điểm là có lá nhiều ở trên này thì thấy không có rễ nè. Cái này cũng vậy. Đây nè, hai cái cành này á, thì lá ở trên đây nó không có tốt, nhưng mà dưới này thì có rễ hết nè. Đó. Còn ngược lại chỗ này á, thì lá nhiều, tốt, nhưng mà dưới thì không có rễ. Cái rễ này nó mới nhú thôi. Đó. Rồi, bây giờ rước mấy ẻm ra vườn hết. Trời, cái hoa tỏi này nè, mình chưng lâu hay lâu vẫn như thế này luôn nè. Còn cái hoa hồng này á, mình để khô luôn mà nó vẫn giữ màu tốt nè. Thơm lắm luôn. Bây giờ là 8 giờ tối đó cả nhà. Chờ 8 giờ tối mới dám ra vườn chứ. Mùa này nóng kinh khủng luôn. Hôm nay mình đi ra ngoài và mình đã để ý cái nhiệt độ có lúc lên 47 độ. Xe nó thể hiện á, kinh khủng khiếp luôn. Tắm cho mấy em mát xíu và đem cho vườn rồi. Cái xã này sẽ đặt xuống. Đào thêm cái khúc này để mình trồng thêm hai cây nữa. Đặt đây xuống. Mấy em xã được mình o bế ghê chưa? Đất dinh dưỡng 2-3 lớp luôn. Nhớ lên xanh tốt nha xã ơi. Bây giờ đi tưới nước cho nó. Rồi, em đã được tắm táp đàng hoàng rồi. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi nè. Uống nước no nê rồi. Hầu như ngày nào mình cũng tưới nước hết á. Cứ chiều tối là mình ra mình cho uống nước no nê như vậy đó. Sau một tuần tưới nước nè cả nhà, ba em chỗ này đều sống hết. Cái này thì ra được 3 lá rồi nè, tính cái lá nhỏ bên trong nữa. Hai em này đều sống hết luôn. Cái này cũng có 3 lá rồi nè, 3 lá. Và cái cây này mình trồng trước một tuần á thì nó như thế này. Nói chung là trồng là sống hết. Xã trồng rất là dễ. Sẵn tiện ra thăm xã thì hái lê vô làm sinh tố. Như trái này là nó chín vàng rồi nè. Đó. Rồi mùa này là vàng hết rồi đó. Đây này, mấy cái này là nó ửng luôn. Mà hơi cao cho nên mình sẽ dùng than. Trái này là ngọt cực kỳ nè. Tính ra mình trồng lê mình ăn nhiều nhất. Mận thì mình ăn mấy trái à. Bạc hà này công nhận rất là non luôn á. Yep. Thích ơi là thích. Thơm ơi là thơm mà dễ trồng lắm luôn á. Đó, ra thăm bụi xả xong rồi đem vô một rổ như thế này nè cả nhà. Cái vườn nhà mình chút xíu thôi nhưng mà hái rỉ rả rỉ rả. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới.